Kinh số 24 Khởi Thế Kinh Quyển 3 Phẩm 5 Địa ngục 2 Lại nữa, chư tỳ kheo, các loài chúng sanh trong địa ngục ấy trải vô lượng thời chịu khổ cực rồi. Sau đó, từ ngục tiêu khác rộng 500 do tuần này ra, bôn tẩu như trước. Lượt nói cho đến, cầu cứu hộ, liền lại đến địa ngục nùng huyết. Địa ngục này cũng rộng 500 do tuần, mụ máu lên láng, ngập sâu đến cổ, đều sôi sùng sục. Chúng sanh ở địa ngục vào trong rồi chạy qua lại khắp đông tây nam bắc. Khi chạy như vậy, các chúng sanh ý bị thiêu tay, thiêu chân, thiêu tai, thiêu mũi. Tay, chân, tai, mũi đã bị thiêu rồi, tất cả chi tiết cũng bị thiêu luôn. Khi chi tiết thân thể bị thiêu rồi, các tội nhân ý chịu khổ não lớn, tàn khốc vô cùng, chẳng thể nghĩ bàn, cho đến nghiệp ác bất thiện đã tạo, đã tác từ thân người. Chẳng phải thân người chưa hết, mạng cũng chưa dứt. Lại nữa, chư tỳ kheo, địa ngục nùng huyết lại có các loài trùng tên là tối mạnh thắng. Các loài trùng này vì chúng sanh thọ tội trong địa ngục kia gây ra nhiều não hại. Từ ngoài thân vào trước phá da họ, đã phá da rồi kể đến phá thịt họ, đã phá thịt rồi kể đến phá gân họ, đã phá gân rồi kể đến phá xương họ, đã phá xương rồi hút tủy họ ra, theo đó mà ăn. Các chúng sanh kia ngay trong lúc ấy chịu khổ cùng cực, cho đến các ác nghiệp bất thiện của người hoặc chẳng phải thân người đã tạo đã tác chưa hết, chưa diệt, thọ mạng chưa dứt, đều chẳng phải chịu đủ. Lại nữa, chư tỳ kheo, địa ngục nùng huyết có các chúng sanh đói khát bức bách, hoặc thời dùng tay dốc lấy máu mủ sôi nóng ý bỏ vào miệng rồi lập tức môi miệng kẻ ý bị cháy bỏng. Khi môi miệng bị cháy, liền cháy đến ngực, ngực đã cháy rồi liền cháy đến cổ. Như vậy, cháy ngực, cháy tim, cháy ruột, cháy bao tử cháy rồi thẳng đến ruột non, tuột xuống phần dưới ra ngoài. Các chúng sanh ý ở trong địa ngục đó chịu các khổ nặng nề như vậy, mạng sống chưa dứt, cho đến nghiệp ác bất thiện của thân người, chẳng phải thân người đã từng tạo từng tác chưa dứt, cứ như vậy lần lượt chịu đựng. Lại nữa, chư tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ý trải qua vô lượng thời gian chịu khổ cùng cực. Rồi sau đó, từ địa ngục nùng huyết rộng 500 do tuần này ra, dông ruổi như trước, cho đến truy cầu chỗ cứu hộ, liền lại vào trong địa ngục nhất đồng phủ. Ngục ý cũng rộng 500 do tuần, tội nhân vào rồi, ngục tốt thấy họ trước, liền chụp lấy bỏ vào trong chỏ, đầu chúc xuống, chân chỏng lên. Các chúng sanh ý khi ở trong nước sôi, lửa giữ địa ngục, đốt cháy dữ dội, khi nước sôi bùng lên cũng hâm cũng nấu. Khi ở giữa khoảng, cũng hầm, cũng nấu. Khi bạc sôi phủ, cũng hầm, cũng nấu. Hoặc thấy, chẳng thấy, tất cả thời đều nấu. Thí như thế gian, hoặc nấu đậu nhỏ, đậu lớn, đậu oản, cho vào chỏ, đổ ngập nước, ở dưới đun lửa lớn. Lúc ấy, nước sôi trào lên, nước sôi với đậu trộn lẫn. Khi đậu nổi lên mặt, cũng hầm, cũng nấu. Khi chìm xuống, cũng hầm, cũng nấu. Khi ở khoảng giữa, cũng hầm, cũng nấu. Khi chuyển động qua lại, cũng hầm, cũng nấu. Khi bọt phủ, cũng hầm, cũng nấu. Hoặc thấy, chẳng thấy, lúc nào cũng bị nấu. Chư tỳ kheo, như vậy, ngục nhất đồng phủ trong đó, ngục tốt nắm tội nhân, cho đầu chúc xuống, cho thân chổng lên, ném vào chỏ đồng. Khi ở trong chỏ, bị lửa địa ngục bức bách. Khi nước sôi trào lên, tội nhân theo nước nổi lên, hoặc chìm, tùy hầm, tùy nấu. Nói lượt, cho đến hoặc thấy chẳng thấy, lúc nào cũng nấu. Cũng là như vậy, các chúng sanh ý ở trong địa ngục này chịu khổ kịch liệt, cho đến những nghiệp ác do thân người hoặc chẳng phải thân người đã tạo tác từ xưa, cứ lần lượt như vậy, ở trong ngục này phải nhận chịu đầy đủ. Chư tỳ kheo, trong địa ngục ý, các loài chúng sanh trải qua vô lượng thời thọ khổ này rồi, từ tiểu ngục nhất đồng phủ rộng 500 do tuần ra, bôn tẩu như trước, cho đến muốn cầu chỗ cứu hộ,
Bấy giờ liền vào trong tiểu địa ngục Đa Đồng Phủ. Ngục này cũng rộng 500 do tuần. Tội nhân vào rồi, thời kẻ giữ ngục liên tiếp đến chụp bắt tội nhân, đưa chân lên, chúc đầu xuống, ném trong chõ đồng. Lửa giữ địa ngục thiêu đốt bức bách. Khi nước sôi bùng lên, cũng hầm cũng nấu. Khi nước sôi hạ xuống, cũng hầm cũng nấu. Khi ở khoảng giữa, cũng hầm cũng nấu. Dọc ngang che khuất, hoặc thấy, chẳng thấy, tất cả hầm nấu. Giống như nấu đậu, đốt lửa thật nhiều, khi nước sôi trào lên, cũng hầm cũng nấu. Lược nói cho đến, hoặc thấy, chẳng thấy, tất cả hầm nấu. Chư tỳ kheo, cứ như vậy, ở trong tiểu địa ngục Đa Đồng Phủ, rộng 500 do tuần này, các chúng sanh bị kẻ giữ ngục, chụp hai chân, dựng ngược thân họ, chúc đầu xuống, ném vào chõ đồng. Khi ấy, tội nhân bị lửa địa ngục đốt dữ dội, hoặc trên, hoặc dưới, chuyển động dọc ngang, dần dần, lượt nói, dần dần, cho đến hoặc thấy, chẳng thấy, tất cả hầm nấu cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, trong tiểu địa ngục Đa Đồng Phủ, rộng 500 do tuần này, các chúng sanh bị ngục tốt dùng móng tay sắt bấu lấy tội nhân, bỏ từ chõ này qua chõ khác, lần lượt mà nấu. Từ trong chõ này ra, thời đến chõ khác, thì máu mủ da thịt khắp thân chảy nát chẳng còn gì, chỉ còn bộ xương. Khi ấy, tội nhân chịu khổ cùng cực, nhưng mạng sống chưa dứt, cho đến khi tất cả nghiệp ác đã từ thân người hoặc chẳng phải thân người, chưa hết chưa dứt, ở trong ngục này đều nhận chịu tất cả. Chư tỳ kheo, trong địa ngục ấy, các loài chúng sanh trải vô lượng thời chịu khổ này rồi, từ tiểu địa ngục Đa Đồng Phủ rộng 500 do tuần này ra, dông ruổi, dần dần, như trước, cho đến muốn cầu nơi cứu hộ, lúc ấy liền vào địa ngục thiết ngại, tức cốt sắt. Ngục này rộng 500 do tuần, đã vào trong rồi, thì kẻ giữ ngục trước liền chụp lấy chúng sanh chịu tội, xô ngã ngửa trên chày sắt, dùng lửa dữ đốt. Một lúc nước đồng chảy ra, khi ấy tội nhân nằm ngửa mê man, ngục tốt mới lấy đá lớn từ trên ép xuống, ép đi ép lại, do vậy lại bị nghiền nát, nghiền đi nghiền lại biến thành bụi nhỏ, thành bụi nhỏ rồi lại nghiền nhỏ nữa, đã nhỏ rồi lại nhỏ hơn, biến thành bột mịn, lấy bột mịn ấy nghiền nữa, nghiền đi nghiền lại mới thành bột mịn hơn. Trong các thứ bột mịn đó là bột mịn nhất. Ngay khi ấy, mỡ, máu, não, tủy của thân thể tội nhân chảy qua một bên, chỉ còn dính lại bột xương mịn. Trong thời gian đó, mạng báo chưa dứt, trong tất cả thời chịu khổ cùng cực, cho đến khi nghiệp ác của thân người, chẳng phải thân người đã tạo, chưa mất, chưa dứt, cứ lần lượt như vậy mà nhận đủ. Chư tỳ kheo, trong địa ngục ấy, các chúng sanh trải vô lượng thời chịu khổ này rồi, từ tiểu địa ngục thiết ngại rộng 500 do tuần này ra, dông ruổi, dần dần, như trước, muốn cầu nhà cửa, muốn cầu chỗ nương tựa, chỗ che chở. Bấy giờ liền vào địa ngục hàm lượng. Ngục này cùng rộng 500 do tuần. Đã vào trong rồi, thời kẻ giữ ngục chụp bắt tội nhân bỏ vào hòm sắt, khiến lượng lửa mãnh liệt trong hòm bùng cháy lên. Khi tội nhân địa ngục bị lửa ấy đốt tay, đốt chân, đốt tai, đốt mũi, đốt tất cả chi tiết khắp hết thảy bộ phận cơ thể. Trong lúc bị đốt, các tội nhân này chịu khổ cùng cực, nhưng mạng sống họ chưa được kết thúc. Cho đến khi tất cả các nghiệp ác bất thiện đã tạo, đã tác ngày xưa của thân người hoặc chẳng phải thân người, chưa dứt, chưa tán, chưa lìa, chưa mất, lần lượt như vậy chịu khổ đầy đủ. Chư tỳ kheo, trong địa ngục ấy, có các chúng sanh trải vô lượng thời gian thọ khổ này rồi, từ tiểu ngục hàm lượng rộng 500 do tuần, rong chạy như trước, dần dần, cầu nhà, cầu che chở, cầu cứu, cầu đất, cầu chỗ nương tựa. Khi ấy, liền vào tiểu địa ngục kỳ. Ngục ấy cũng rộng 500 do tuần. Trong ngục này chỉ thuần sanh loài gà, tràn ngập cả ngục. Phần thân của gà cho đến đầu gối, cẳng, tất cả đều do lửa giữ. Ánh lửa bùng cháy thì các chúng sanh ở tại trong đó, chạy đông chạy tây, chân đạp lửa nóng, ngoái nhìn bốn phía không có chỗ tránh. Lửa lớn bùng cháy đốt tay, đốt chân, đốt tai, đốt mũi, lần lượt như vậy, đốt các chi tiết lớn nhỏ trên cơ thể, cùng lúc đốt hết. Lúc ấy tội nhân chịu khổ cùng cực, làm hại đau đớn. Nhưng tại nơi đó, mạng báo chưa dứt, chưa đến nghiệp ác đã làm, do thân người,
chẳng phải thân người, chưa diệt, chưa tận, lần lượt như vậy, nhận đủ tất cả. Chư tỳ kheo, trong địa ngục ý, các chúng sanh trải vô lượng thời gian, chịu khổ này rồi, từ địa ngục kê này thoát ra, rong chạy như trước, cho đến muốn cầu nơi cứu hộ. Lúc này liền vào địa ngục Khôi Hà, tức sông Tro. Ngục này cũng rộng 500 do tuần. Chư tỳ kheo, khi ý, sông Tro tuôn chảy cuồn cuộn, sóng lớn giọt cao, tiếng sóng giang động, nước Tro sôi trào, tràn ngập hai bờ. Tội nhân vào rồi, theo dòng mà nổi chìm, đáy sông Tro toàn là gai sắt, đầu nó bén nhọn, như mới mài. Ở hai bờ sông lại có rừng đao đứng thẳng, dày đặc, thật đáng kinh sợ. Trong rừng đao lại có loài chó, hình màu đen, lông da dơ bẩn, lại rất dễ sợ. Trên bờ lại có các bọn ngục tốt giữ ngục ý. Hai bên bờ sông đặc biệt mọc vô số cây xà ma la. Cây ý có nhiều gai, đều nhọn và dài. Mũi nó có mài. Bấy giờ các chúng sanh trong địa ngục đã vào trong sông, muốn đến bờ kia ngay lúc ý, bị sóng lớn nhận chìm đến dưới đáy sông. Liền bị gai sắt dưới sông đâm ngược lên cùng khắp thân thể, chẳng cựa quậy được. Tội nhân trong ý chịu khổ cùng cực, chịu khổ nghiêm trọng. Chịu khổ đã lâu mới được nổi lên, từ sông Tro sôi qua đến bờ kia, đã lên bờ rồi lại vào rừng đao. Rừng này rất rộng, thân cành rậm rạp. Đi qua khu rừng, chợt chạm đao bén, đi qua khắp nơi, đi mãi không dừng, cắt tay, cắt chân, cắt tay, cắt mũi, cắt chi, cắt tiết, cắt hết thân thể không chừa chỗ nào. Lúc ý, tội nhân chịu khổ tàn độc, chịu khổ cùng cực, cho đến khi tất cả nghiệp ác đã tạo ngày trước ở thân người, chẳng phải thân người chưa hết, mạng sống cũng chưa dứt, ở trong rừng này đều chịu đủ. Lại nữa, chư tỳ kheo, hai bờ sông Tro có các ngục tốt, thấy các tội nhân kia liền hỏi trước rằng: "Nay các ngươi muốn được cái gì?" Lúc ấy các tội nhân kia cùng tiếng đáp rằng: "Chúng tôi rất đói, chúng tôi rất đói." Khi ấy kẻ giữ ngục liền túm tội nhân ném xuống đất, đất ấy bốc lửa, ánh lửa bừng cháy. Tội nhân trong đó nằm ngửa bất tỉnh, lại dùng kềm sắt cậy miệng tội nhân, cầm viên sắt nóng bỏ vào miệng tội nhân. Tức khắc lửa bốc, các chúng sanh kia môi miệng cháy rực, dần dần, lượt nói cho đến từ cổ xuống, xuyên qua ruột non, thẳng qua không ngại. Lúc ý, những tội nhân chịu khổ ghê gớm, chịu khổ nặng nề, mạng cũng chưa dứt. Cho đến nghiệp ác bất thiện do thân người hoặc chẳng phải thân người đã tạo từ trước mà chưa dứt, thì ở trong đó phải chịu đủ các khổ. Lại nữa, chư tỳ kheo, hai bờ sông Tro này có các loại chó, chân chúng đen đuôi dơ bẩn dễ sợ, trợn mắt gầm sủa phát ra âm thanh đại ghê, nhìn vào từng phần cơ thể chúng sanh trong địa ngục ấy, nấu các phần trong cơ thể, chỗ nào có thịt thì xé ra từng miếng mà ăn, chẳng sót một chút. Những người ở trong ý chịu khổ hết sức, cho đến chịu khổ cùng cực nhưng chưa được chết. Cho đến khi chưa hết nghiệp ác bất thiện đã tạo tác ở đời trước từ thân người, chẳng phải thân người, phải chịu đủ tất cả. Chư tỳ kheo, trong địa ngục ý, các chúng sanh bị bức bách do sông Tro sôi nóng như vậy. Lại nữa, còn trong rừng đao kiếm sắt dày đặc, nhọn, các tên giữ ngục, các loại chó đen đuôi dơ bẩn hung ác, các thứ nguy cấp, không nơi trốn tránh, bèn trèo lên cây xà ma la. Thân cành cây ấy toàn là gai sắt, mũi nó rất nhọn, giống như mới mài, mũi tỉa xuống, đâm vào thân họ. Khi muốn xuống thì các gai sắt mãi chĩa lên. Các chúng sanh ý, khi ở trên cây xà ma la lại có các con quạ tên là thiết sài, bay đến trên cây mổ tội nhân ý, trước mổ đầu làm dở xương sọ, hút não mà ăn. Bây giờ, những người ý chịu khổ vô cùng, chịu khổ thống thiết, chịu khổ tàn khốc, chẳng thể chịu nổi, liền rớt lại trong sông Tro sôi. Tội nhân trong đó lại bị sóng lớn nhận chìm tận đáy sông, rồi lại bị gai nhọn đâm chích. Đã bị đâm chích rồi thì gai sắt dính cùng mình, chẳng thể đi lại, chỉ ở trong đó chịu khổ vô cùng, chịu khổ tàn khốc, chẳng thể chịu nổi. Khi chịu khổ hết mức, sức mạnh được khởi vượt qua sông Tro, chạy đến bờ này rồi bị nhập vào rừng đao. Khi vào rừng đao lại bị đao nhọn cắt thân thể họ, cắt tay, cắt chân, cho đến cắt khắp tất cả chi tiết. Lại ở trong đó chịu đủ các khổ, mạng cũng chưa dứt, dần dần, lượt nói, dần dần, cho đến nghiệp ác đã tạo đời trước,
từ thân người chẳng phải thân người chưa dứt, chưa hết, phải lần lượt chịu đủ. Lại nữa, chư tỳ kheo, bờ sông Tro bên này, các kẻ giữ ngục thấy chúng sanh chịu tội từ bờ kia đến, liền hỏi trước: các người nay vì sao từ xa đến đây, muốn được vật gì? Các chúng sanh kia đều trả lời: chúng tôi quá khát. Khi đó, kẻ giữ ngục liền chụp lại, bắt các chúng sanh ý, đặt lên nền đất, nung nóng, rực cháy, lật nằm ngửa ra. Trong lúc nằm ngửa, trên thân kẻ ấy, ngọn lửa bùng lên, liền dùng kềm sắt cậy miệng ra, dùng nước đồng sôi đổ vào miệng họ. Lúc này các chúng sanh trong địa ngục ấy đã uống nước đồng, liền bị cháy môi, miệng, cho đến ruột non, đi thẳng qua, vô ngại, xuống hạ bộ ra ngoài. Bây giờ những người kia chịu khổ cùng cực, cho đến khi thọ mạng chưa hết, chưa dứt, những kẻ ấy đối với các nghiệp chưa diệt hết, đều phải nhận chịu. Lại nữa, chư tỳ kheo, trong địa ngục ấy, chúng sanh chịu tội báo này, trải qua vô lượng thời, khổ não lâu dài, mới có gió thổi đến, tên là Hòa Hiệp, thổi các chúng sanh trong địa ngục đến ở bên bờ, lần lượt như vậy liền từ ngục sông Tro này thoát ra, ra rồi rong chạy, cho đến chỗ cứu hộ. Bây giờ liền vào địa ngục trước tiệt, ngục này cũng rộng 500 do tuần. Tội nhân vào rồi, kẻ giữ ngục liền bắt tội nhân đặt xuống nền đất cháy đỏ rực, cho đến ngửa trên đất, liền cầm rửa sắt lớn nóng đỏ rực, sức nóng dễ sợ. Chúng sanh thọ tội trong địa ngục ý, bị chặt tay, chặt chân, chặt cả tay chân, cắt tay, cắt mũi, cắt cả tay mũi, cắt chi, cắt tiết, cắt tất cả chi tiết, lần lượt như vậy, toàn thân đều bị cắt. Chúng sanh ý, ngay lúc đó chịu khổ cùng cực, mạng cũng chưa dứt, cho đến các nghiệp ác bất thiện đã tạo tác, do thân người, chẳng phải thân người, chưa hết, lần lượt như vậy chịu đủ tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ý trải vô lượng thời chịu khổ này rồi, từ tiểu địa ngục trước tiệt được ra. Ra rồi rong chạy cầu chỗ nương tựa, cho đến cầu thất, cầu gia, cầu che chở, cầu đất, cầu nơi cứu hộ. Lúc ấy liền vào địa ngục kiếm dịp, ngục này cũng rộng 500 do tuần, vào trong ấy rồi, vì quả nghiệp ác nên thoạt có gió thổi đến, thổi các lá sắt giống như kiếm bén, từ trên không rơi xuống, cắt đứt tất cả thân phần tội nhân, đó là cắt tay, cắt chân, cắt cả tay chân, cắt tay, cắt mũi, cắt các tay mũi, cắt chi, cắt tiết, cắt cả chi tiết. Bây giờ tội nhân chịu khổ cùng cực, chịu khổ ghê gớm, mạng sống cũng chưa dứt. Dần dần lược nói như trên, cho đến nghiệp ác đã tạo của thân người, chẳng phải thân người chưa diệt, chưa tận, ở địa ngục này phải chịu đủ tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, lại ở trong tiểu địa ngục kiếm dịp ý, các chúng sanh vì quả nghiệp ác, nên quả mỏ sắt bỗng nhiên bay đến đậu trên hai vai chúng sanh ý, chân đạp trên vai, cánh phủ trên đầu, rồi dùng mỏ sắt mổ hai trong mắt tội nhân, ngậm trong miệng bay đi. Khi ý, tội nhân chịu khổ cùng cực, đau đớn ghê gớm, chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng thọ mạng họ cũng chưa dứt hết. Dần dần, lược nói như trên, cho đến các nghiệp ác đã tạo, do thân người, chẳng phải thân người, lần lượt như vậy, đều nhận chịu tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ý trải vô lượng thời, chịu khổ này rồi, mới từ tiểu địa ngục kiếm dịp ra. Ra rồi trong chạy muốn cầu nhà cửa, cầu che chở, cầu đất, cầu nơi nương tựa, cầu nơi cứu hộ. Bây giờ lại vào địa ngục Hồ Lan, cũng rộng 500 do tuần. Các chúng sanh ý, vào ngục này rồi, vì quả nghiệp ác, nên trong địa ngục xuất hiện sói, cáo dữ dằn, trợn mắt rống lên, phát ra âm thanh rất rùng rợn, cắn xé thân các chúng sanh trong địa ngục. Dùng chân đạp, miệng xé da thịt, gân mạch thành miếng mà ăn. Lúc này tội nhân chịu khổ cùng cực, đau đớn khôn cùng, mạng sống cũng chưa dứt. Dần dần, lược nói như trước, dần dần, nghiệp ác đã tạo của thân người, chẳng phải thân người, lần lượt như vậy, ở trong đó chịu đủ tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ý, trải vô lượng thời chịu khổ này rồi, từ tiểu địa ngục Hồ Lan thoát ra, ra rồi rong chạy, dần dần, cho đến cầu nhà, cầu cửa, cầu che chở, cầu đất đai, cầu chỗ cứu hộ, cầu chỗ nương tựa. Khi đó, lại vào địa ngục Hàng Băng, ngục này cũng rộng 500 do tuần. Các tội nhân ý vào ngục đó rồi, vì quả nghiệp ác, bỗng nhiên có gió lạnh từ bốn phía thổi đến, rất lạnh thô ráp, độc hại chạm vào thân thể chúng sanh ở địa ngục ý.
theo dõi xúc chạm mà da liền rách nát. Da rách nát rồi, kể đến xé thịt. Xé rách thịt rồi, tiếp đến xé gân. Xé gân rách rồi, kể đến phá xương. Phá nát xương, tiếp đến phá tủy. Khi phá nát tủy, các chúng sanh ấy chịu khổ vô cùng, khổ quá sức, cho đến đại khổ, không thể chịu nổi, liền ở trong ấy chấm dứt mạng sống. Đó là đại địa ngục thứ nhất, tên là Hoạt, và 16 tiểu địa ngục khác. Lại nữa, chư tỳ kheo, thứ hai, đại địa ngục Hắc Thằng, cũng có 16 tiểu địa ngục rộng 500 do tuần, bao bọc chung quanh, từ ngục Hát Dân Sa cho đến sau cùng, ngục thứ 16 tên là Hàn. Nam mô A Di Đà Phật.